Chương trình nghệ thuật Tự hào Việt Nam năm 2020 với chủ đề Tôi yêu Hà Nội được tổ chức tối qua ngày 9 tháng 10 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả thủ đô. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động do Thành đoàn Hà Nội tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, 66 năm ngày giải phóng thủ đô. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình đã đưa người xem đi dọc chiều dài lịch sử vẻ vang của thủ đô và đất nước, trải qua hai cuộc kháng chiến gian khổ mà hào hùng, bước vào công cuộc xây dựng Tổ quốc, xây dựng thủ đô ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đúng như nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi muốn cho các tầng lớp nhân dân Hà Nội, nhất là các bạn thanh niên, hồi tưởng lại, nhớ lại những cái hình ảnh rất tuyệt vời của thủ đô Hà Nội từ những cái năm kháng chiến và đến cái giai đoạn hòa bình và đến bây giờ, cùng với rất là nhiều cái sắc màu, trong đó có cả sắc màu của tuổi trẻ, sắc màu của tình nguyện, sắc màu của dấn thân cống hiến của tuổi trẻ thủ đô. Chương trình văn nghệ Tự hào Việt Nam với chủ đề Tôi yêu Hà Nội cũng được khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những âm vang hào hùng của cuộc cách mạng tháng 8 75 năm trước đến một Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong những ngày cuối năm 1946, và cuối cùng đưa người xem bước vào một không gian âm nhạc lung linh sắc màu của bốn mùa Hà Nội, một vẻ đẹp lãng mạn, sâu lắng và đầy chất thơ. Tôi là người Hà Nội và tôi sống ở Hà Nội và tôi vào Sài Gòn sinh sống được gần 20 năm nay. Nay tôi ra chơi Hà Nội và tôi thấy chương trình rất hay và có ý nghĩa. Tôi yêu Hà Nội. Một Hà Nội của ngày hôm nay thênh thang trên con đường đổi mới và phát triển. Trên con đường đó mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ thủ đô với màu áo xanh tình nguyện cùng khát vọng, dấn thân, cống hiến để xây dựng Hà Nội hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Và đó cũng chính là một trong những thông điệp mà ban tổ chức muốn gửi gắm đến người xem.